Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại Đức Huệ, Long An. Và ngày hôm nay thì An sẽ dẫn quý vị chúng ta sẽ ghé thăm một công trình do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế và thi công xây dựng. Hiện tại thì công trình này đang trong quá trình là chúng tôi thi công phần thô, cho nên là hôm nay An cùng với anh Đạt bên Thanh Tra sẽ đến để mà kiểm tra, để xem là tiến độ cũng như chất lượng công trình như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến gần hơn đến công trình ngày hôm nay nhé. Và trước khi mà chúng ta tiến vào bên trong để mà tiến hành là thanh tra công trình thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về công trình ngày hôm nay ha. Như quý vị có thể thấy ở biển bạc này thì đây sẽ là công trình của nhà của chị Hà nha quý vị. Đây sẽ là một công trình 2 tầng mái Nhật với thiết kế phong cách tân cổ điển, nhìn cũng rất là sang trọng. Về kích thước của công trình thì công trình sẽ có chiều dài là 12m, chiều rộng là 8m. Tổng diện tích sử dụng cả 2 tầng tầm khoảng 192m². Còn về chiều cao thì từ có số 0 định của mái sẽ là 12,1m. Sàn tầng 1 đến sàn tầng 2 là 4,5m, sàn tầng 2 đến sàn mái sẽ là 4,2m nha quý vị. Thật sự là công trình này có một cái chiều cao khá là ấn tượng và nó cao hơn hẳn so với đa phần những công trình khác của Mắt Hôn từ đó đến nay. Thường thì quý vị thấy là chiều cao thông trung bình của những công trình khác là tầm là 3,9, 3,6 hoặc là 4,2, 3,9 đúng không nào. Nhưng mà riêng với công trình này thì nó cao lên đến là 4,5, 4,2. Quả thật là một cái độ cao rất là ấn tượng và nó sẽ giúp cho công trình có một cái sự nổi bật hơn ở trong không gian. Về phần mái thì chúng tôi sẽ thiết kế đó chính là phần mái Nhật nha quý vị. Quả thật thì mái Nhật nó vẫn luôn đang được rất là nhiều gia chủ yêu thích, là bởi vì sao? Bởi vì trên cùng một diện tích thiết kế, nếu mà chúng ta so sánh với các dạng mái dốc khác giống như là mái Nhật nè, mái Thái, rồi mái Mansa hay là mái Lệch, thì mái Nhật nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn cho gia chủ. Chưa kể thì mái Nhật nó sẽ có một cái vẻ đẹp kết hợp giữa là một bên là phong cách cổ điển châu Âu và một bên đó chính là cái vẻ đẹp của mái Thái, cho nên nó vừa có phong cách của phương Tây vừa có cách phong cách của phương Đông kết hợp lại với nhau. Đó là lý do mà đa phần những công trình của Mắt Hôn bây giờ thì người ta rất là ưa chuộng cái kiểu thiết kế mái Nhật như thế này. Về phong cách thì công trình sẽ đi theo phong cách tân cổ điển có cái sự sang trọng, bởi vì hiện tại thì công trình đang trong quá trình thi công, chưa có sơn phết cũng như là chưa có thể hiện nhiều chi tiết trang trí, cho nên là quý vị vẫn chưa có thấy rõ được cái phong cách tân cổ điển đâu. Nhưng mà một thời gian nữa thôi, khi mà công trình vào cái phần là hoàn thiện dần á, khi mà chúng tôi sơn phết thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Phong cách tân cổ điển sẽ thể hiện được cái sự sang trọng, đẳng cấp của công trình khác với những cái phong cách hiện đại thông thường. Thường thì phong cách hiện đại thì sẽ hướng tới sự khỏe khoắn trẻ trung đúng không nè. Thì phong cách tân cổ điển như thế này thì nó sẽ tạo nên một cái sự sang trọng hơn, thì tùy gu thôi ha. Rõ ràng nếu mà chúng ta thi công một công trình tân cổ thì chi phí thường thì em cũng chia sẻ cụ thể là chi phí của một công trình tân cổ điển nó sẽ cao hơn so với một công trình hiện đại nha quý vị. Cho nên là quý vị cũng cân nhắc thật kỹ, nếu như chúng ta muốn đầu tư một công trình tân cổ điển thì nó sẽ hơi tốn kém một chút xíu. Nhưng mà em nghĩ rằng khi mà gia chủ đã liên hệ với Mắt Hôn để mà thiết kế và thi công rồi thì họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ về mặt tài chính rồi nhé. Còn công trình ngay phía sau thì hiện tại là đang trong quá trình thi công phần thô. Quý vị có thể thấy là đang xây thô thôi. Chúng tôi đang tiến hành là lắp cốt pha ở trên cái sàn mái nha quý vị. Còn bây giờ thì em sẽ dẫn quý vị chúng ta tiến vào bên trong cùng với anh Thanh Tra Đạt sẽ kiểm tra xem tiến độ và chất lượng công trình như thế nào. Hiện tại thì An cùng với anh Đạt đang có mặt tại phía bên trong của công trình của nhà chị Hà nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành đó chính là kiểm tra về một số hạng mục của công trình này. Đầu tiên thì không biết là mình kiểm tra hạng mục nào trước vậy ạ? Hiện tại như mình đang đứng ở chỗ khu vực của sảnh chính nè. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái kích thước của cái ô cửa để coi có tạo chừa chính xác không. Là ngay vị trí cửa chính đúng không? Trong bản vẽ là kích thước bao nhiêu? Hiện tại trên vẽ là 2,5m nhân cho 2,9m. 2,5m, 2,9m. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ anh sẽ nhờ anh Đạt dùng thước laser để mà kiểm tra ha. Và trong lúc anh Đạt đang đo thì em cũng chia sẻ một chút xíu về vị trí cửa chính nha quý vị. Đây là cái cửa gọi là quan trọng, một những cái cửa quan trọng nhất của ngôi nhà luôn. Bởi vì sao? Bởi vì cửa chính đó quý vị, nó sẽ là cái cửa người ta luôn nói là nó đón tài, đón lộc cho gia đình mà đúng không nào. Cho nên thường thì sẽ được thiết kế là cái cửa lớn nhất, cũng như là về kích thước chúng tôi sẽ cân nhắc dựa theo đó chính là về thước lỗ ban nha quý vị. Thước lỗ ban là một cái công cụ giúp chúng ta lựa chọn ra những kích thước tốt, thuộc vào những cung tốt cho gia đình. Và thông thường thì kiến trúc sư của chúng tôi cũng sẽ căn cứ dựa vào thước lỗ ban để lựa chọn những cái thông số cho phù hợp với gia đình của quý vị. Vậy thì kết quả đo là bao nhiêu vậy anh? Hiện tại kết quả đo là 2547 với 2951.
Coi như là sau này chưa phần hoàn thiện nó sẽ đảm bảo. À, tức là cái này là tại vì mình chưa có tô, chưa đúng có còn phía bên dưới sàn nữa đúng không? Mình không phải ốp lát gạch nữa. Ừ, đúng rồi. À, nhưng mà quan trọng là nó phải lớn hơn cái kích thước. Đúng rồi, hiện tại là mỗi bề là sẽ lớn hơn từ 4 tới 5 phân để đảm bảo cho cái phần hoàn thiện. À, ok. Bây giờ thì chắc nhờ anh Đạt sẽ đi kiểm đúng tra rồi, những cái chỗ còn lại ha. Lại. Ok. Và trong lúc anh Đạt đang đi kiểm tra về những kích thước cửa còn lại thì em cũng xin chia sẻ một chút xíu về bố trí công năng của tầng 1 nha quý vị. Tầng 1 thì công trình chúng tôi sẽ có thiết kế đó chính là có một phòng khách, một phòng thờ, một khu vực phòng bếp ăn và một vị trí của nhà vệ sinh. Lối tiếp cận sẽ có hai lối cửa. Thứ nhất là một lối cửa chính và thứ hai là lối cửa đây sẽ là mở ra mặt bên của công trình nhé. Hai lối cửa này sẽ giúp luân chuyển vượng khí cho công trình. Và với công trình này thì khi em bước vào bên trong em luôn cảm giác thật sự là cảm giác rất là thoáng, là nhờ vào đâu? Nhờ vào thứ nhất là rất là nhiều ô cửa sổ rồi, và thứ hai đó là như em chia sẻ ngay từ đầu, chính là công trình có cái độ cao rất là ấn tượng quý vị. Tính từ có sông Hồng, đỉnh của phần mái ở đây là rơi vào tầm là phải đến là hơn cả 8 mét thì thật sự là con số rất là cao so với những ngôi nhà thông thường. Ở đây nếu mà ta tính từ sàn cho đến cái phần mà sàn của tầng 2 thì là 4,5 mét. Đây là một con số mà thật sự là với những căn nhà trước thì An đi An thấy cao nhất là chỉ tầm 4,2 thôi, nhưng mà riêng nhà này lên đến 4,5 lần, cho nên là phải nói là nó tạo nên một cảm giác rất là thông thoáng luôn. Đây cũng là một ưu điểm mà quý vị cũng có thể tham khảo cho ngôi nhà của mình nhé. Sau khi kiểm tra các kích thước cửa thì anh thấy là có đạt đúng với yêu cầu không anh? À, thấy là tương đối là đảm bảo theo thiết kế. À, tức là nó cũng không có bị sai lệch quá nhiều đúng không? Đúng rồi. À, vậy thì bây giờ tiếp theo mình sẽ kiểm tra đến mục nào anh? Bây giờ hiện tại mình đang đứng ngay chỗ cái vị trí của cầu thang nè. Mình sẽ kiểm tra số bậc có đảm bảo theo cái thiết kế không? Trong cầu thang là bao nhiêu, trong thiết kế là bao nhiêu? Theo thiết kế là 25 bậc. 25 bậc. Đúng rồi. À, vì bây giờ chắc có thể nhờ anh Đạt sẽ tiến hành di chuyển anh Đạt đếm ha. Và trong quá trình mà anh Đạt kiểm tra về cái số lượng bậc cầu thang có đảm bảo hay không đó quý vị, em cũng xin chia sẻ luôn, cái số 25 này không phải là con số ngẫu nhiên, thích là chọn thôi nhé, mà nó có một cái ý nghĩa đằng sau nha quý vị. Đó chính là cầu thang á, thường người ta sẽ quan niệm là nếu mà tính theo sinh lão bệnh tử thì người ta sẽ muốn là tương với cung sinh. Trong sinh lão bệnh tử cho nên ta sẽ tính theo công thức là 4n+1. Do đó thường những ngôi nhà của Mắc Hôm thiết kế á, thì chúng tôi sẽ thiết kế thứ nhất hoặc là 25 bậc hoặc là 21 bậc. Đó là lý do mà thường là những con số này, chứ không phải là thích là chọn rồi nhé. Và ngoài ra thì quý vị có thể thấy cái hướng của cái cầu thang nè, cái bậc thang cuối nó sẽ không hướng thẳng ra trực tiếp cái cửa chính, không phạm vào quy tắc là cầu thang thoát tài theo phong thủy. Đó cũng là một số điều mà quý vị có thể lưu ý nhé. Sau khi kiểm tra thì thấy thế nào vậy anh? Thế là đúng theo cái bố trí của thiết kế 25 bậc. Còn về kích thước thì sao? Bây giờ anh có kiểm tra về cái độ cao không? Độ cao thì trong đó một bậc là cao bao nhiêu? Một bậc cao 180. Giờ anh Đạt sẽ kiểm tra nhé. Về cái bậc cái độ cao đó quý vị, thì thông thường ha, với bước chân người Việt Nam của chúng ta là tầm khoảng 150 cho đến 180mm là phù hợp để mà chúng ta có thể di chuyển thoải mái, dù là trẻ em hoặc người lớn tuổi thì đều có thể di chuyển được hết. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ căn cứ dựa vào như thế này. Đương nhiên là sau đó thì chúng tôi cũng phải tính là nó sẽ ốp thêm cái phần bên trên là có thể là granite để cho cái bậc nó sẽ đảm bảo được cái độ cao tiêu chuẩn ha. Anh đo thì anh thấy thế nào anh? Anh thấy là tương đối đảm bảo. 18. Và đây cũng bởi vì mới là phần thô đúng không anh? Đúng rồi, chưa hoàn thiện, sau này sẽ còn ốp đá nữa. Ốp đá rồi còn lan can đúng không? Lúc đúng đó rồi. Là anh Đạt sẽ một lần, nữa. Sẽ kiểm tra giống như là mình xem có ốp keo có đúng chuẩn hay không, rồi lan can có chắc chắn hay không ha. Và đó là tổng quan của tầng 1, bây giờ chúng tôi sẽ tiến lên tầng 2 nha quý vị. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại tầng 2. Ở tầng 2 này thì như quý vị có thể thấy là chưa có xây những cái vách tường để mà ngăn chia những cái không gian ha. Tầng 2 chúng tôi sẽ thiết kế là có 3 phòng ngủ nha quý vị và 2 vị trí nhà vệ sinh. Vậy thì không biết là với hiện trạng như thế này thì chúng ta sẽ kiểm tra phần nào đầu tiên vậy? Đầu tiên như Nhật An thấy là các kích thước ô cửa cũng đã chuẩn sẵn rồi. Bây giờ cũng sẽ đo một lần nữa cái gì tại cái cửa tầng 2 còn có đảm bảo thì thiết kế không. Tiếp đến là mình sẽ kiểm tra cái phần chống ghép pha đã chuẩn bị là đổ sàn mái. Là mình sẽ kiểm tra hạng mục đó. Đúng rồi. Còn về hệ thống điện thì không biết là có được xử lý chưa anh? Hiện tại Nhật An thấy đây là cái phần ống điện đó, ống chờ sẵn rồi.
Đây chất liệu ống cứng chống cháy. Ống cứng chống cháy. Đúng rồi. Thì cái này thì nó đều sẽ có quy định cụ thể trong cái bản dự toán của công trình rồi, cho nên gia chủ có thể yên tâm. Đó chính là chúng tôi sẽ thể hiện rất là đầy đủ từ gọi là đơn vị, khối lượng, đơn giá thành tiền và chủng loại để mà chúng ta có thể kiểm tra xem là có đúng vật tư vật liệu không nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là anh Đạt sẽ đi một vòng và kiểm tra về hệ thống cửa. Sau khi kiểm tra thì em thấy là các vị trí cửa là hiện tại là tương đối đảm bảo. Còn về những cái vật tư vật liệu ở trên công trình, em thấy có một số những quý khán giả cũng có đặt ra câu hỏi, đó chính là về những cái chủng loại, thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn không? Như hiện tại là mình đang đứng ở chỗ vị trí của cái gạch này. Đây, gạch bên công ty mình sẽ sử dụng là gạch Tineo. Là loại gạch này thì cũng sẽ được thể hiện đầy đủ ở trong cái bản dự toán đúng không anh? Đúng rồi. Về cái số lượng thì quý vị có thể yên tâm ha. Còn về công trình thì bữa nay khi mà anh đến xây thì anh có góp ý, đó chính là có một cái vị trí nào mà anh thấy là cần phải sửa chữa không? Về cái phần xây tường thì như Nhật An thấy là các bác thợ thay chung là tương đối đảm bảo kỹ thuật. Là có nghĩa là 5-6 hàng gạch ngang sẽ có hàng gạch dọc, sẽ có một hàng gạch ngang để khóa mặt lại. Đó Nhật An nhìn là thấy là tương đối là đảm bảo. Nhưng mà tại cái vị trí ngay chỗ này thì mình vừa bắt thường đã thấy rồi. Vị trí này là có điểm chê là bác thợ xây nó hơi không có đều. Là hơi không đều. Đúng rồi, vấn, hơi không đều. Vấn đề này. Vậy thì chắc là một xíu anh cũng sẽ trao đổi với bên kỹ thuật ha, để mà sắp tới xây phần tường sẽ đảm bảo hơn anh ha. Còn về cái vấn đề mà đóng cốp pha phía bên trên thì sao? Hiện tại là như anh thấy là các bác thợ đang chống dàn giáo sắt để chuẩn bị là đổ cái bê tông sàn mái. Hiện tại là đang triển khai. Cái quá trình này là tầm khoảng bao lâu nữa thì bắt đầu làm vậy anh? Hiện tại thì hôm nay buổi chiều thì bác thợ sẽ chống cốt pha, thì có thể ngày mai nó bắt đầu là tiến hành là ép ráng. Ép ráng rồi xong bắt đầu là sẽ triển khai sắt thép, ngày sau đó là đổ bê tông. Là tầm khoảng một tuần nữa không? Tầm đó 4-5 ngày. 4-5 ngày nữa. Thì sau khi mà làm xong về cái phần đổ bê tông sàn mái thì bắt đầu chúng ta mới tiến hành là có thể là các vị kèo rồi lợp ngói ở bên trên nha quý vị. Thì dần dần thì công trình sẽ xong về cái phần thô và sau đó sẽ vào phần hoàn thiện, thì một lần nữa chúng tôi sẽ lại ghé lại thăm nhé. Vậy là ngày hôm nay thì An cùng với anh Đạt đã dẫn quý vị chúng ta ghé thăm công trình của nhà chị Hà ở Long An, cũng như là đến kiểm tra về tiến độ cũng như là chất lượng thi công công trình. Quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công, đừng ngần ngại liên hệ ngay Mắc Home với số hotline 0964458888, 0828133333, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ Nhật An xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.